Đầu tiên chúng ta vào jQuery.com để tải cái thư viện jQuery về. Được chưa? Cái jQuery nó sẽ giúp chúng ta xác định và tương tác với các cái thành phần, các cái thẻ HTML trên giao diện màn hình của chúng ta nó dễ dàng hơn. Vậy thôi, và mỗi cái tác dụng đấy là quan trọng nhất. Chúng ta kích vào download và chúng ta chọn cái phần download compress production jQuery 3.2.1, kích vào đây nữa là nó sẽ tự động nó tải về. Các bạn tải về đi. Sau đó chúng ta sẽ copy và paste vào trong cái project của chúng ta. Chúng ta tạo thêm một cái thư mục tên là public, ngang hàng với thằng index nhé. Nhớ rồi, ngang hàng với cái file index.html public này. Sau đó tạo thêm một cái thư mục nữa nằm trong public, đó là thư mục js. Paste xuống, paste cái file jQuery đấy vào trong cái thư mục public js. Và chúng ta đổi tên cái file jQuery kia trở thành jQuery.min.js. jQuery.min.js. Tiếp tục nhá. Bây giờ cái chúng ta cần là phải ném cái thư viện jQuery này vào trong cái trang HTML của chúng ta. Chúng ta có như sau. Dùng thẻ script. Chúng ta có cái src bằng cái đường dẫn từ cái file index này cho đến cái file jQuery của chúng ta. Thì index nó đang ngang hàng với thằng public, đúng không? Hai này đang ngang hàng nhau rồi. Chúng ta sẽ có trỏ đến public sược js sược jQuery.min.js xếp xuống. Trỏ đường dẫn sang cái file jQuery min kia. Để kiểm tra xem file jQuery của chúng ta có import thành công vào trong cái file HTML hay không thì chúng ta chạy cái file HTML này ở Chrome và chúng ta F12 lên vào trong cái thư, vào cái tab sược này này, vào cái tab sược này này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái thư mục là public, vào đi bạn, public jQuery min, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái nội dung của nó ở đây luôn, đúng không? Đó, thì các bạn khi mà các bạn nhìn thấy như thế này là các bạn đã import jQuery thành công rồi. Đó, đây là code.
Và đặc biệt trong lớp của tôi, tự nhiên nào dùng cốc cốc nhé. Cốc cốc nó 4 gram của máy. Các bạn mới đến tải cho mình cái thư viện jQuery này nhé. Vào jQuery.com. Đây, mình hướng dẫn lại này. Các bạn vào jQuery.com này. Nó có phần download jQuery ở đây. Các bạn kích vào. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống dưới này, các bạn nhìn thấy Compress Product. Thank you.
đoạn script phía dưới như này cho mình, là bê cái nội dung của cái file JS kia vào trong đấy. Để diễn tiếp tục nhá. Để viết tiếp JavaScript thì chúng ta sẽ có cái đoạn, một cái thẻ script ở đây. Mấy nữa mình sẽ tách ra sau, mình tách ra riêng một file sau. Mình tách sau nhá. Bây giờ chúng ta xử lý này. Ở trong này chúng ta sẽ có những cái biến, những cái biến mặc định khi mà website, khi mà game của chúng ta bắt đầu nó có sẵn luôn. Ví dụ như biến là, biến ở trong JavaScript là var đúng không? Var turn bằng 3, mỗi người sẽ có 3 lượt chơi khi mà vào game. Được chưa? Chúng ta sẽ còn có thêm là một bộ câu hỏi. Một bộ câu hỏi nào đấy thì chúng ta sẽ có là biến var question bank, quy bank, question bank bằng một cái mảng. Một cái mảng này. Trong mảng này chứa rất là nhiều những cái đối tượng là câu hỏi. Sau này các bạn muốn thêm bao nhiêu câu hỏi thì các bạn edit ở trong cái question bank này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Mỗi một cái câu hỏi nó tương đương với cái này. Mỗi một câu hỏi tương đương với một cái object. Đây là đối tượng trong JavaScript. Các bạn code đi. Làm theo mình đi. Chưa đóng string. Vào trong. Đang chuẩn ép. Ô, nghe à? Đang chuẩn ép đúng rồi. Cốt có phải có thói quen là bạn cốt phải có thói quen như này. Để chuẩn ép. Đó. Lưu lại cốt của mình. Đó. Question bank là một cái mảng, và trong mảng thì nó chứa rất là nhiều các cái đối tượng. Đúng rồi. Để xóa được phần lóng mảng rồi. Đưa xuống. Tắt trong đã. Không. Cốt thì phải phần khác. Ngân hàng câu hỏi không nhá, qua nhà mình chậm không? Ủa rồi, đâu không vui? Ô, đấy, đây là vui đây. Xong bạn viết đoạn script. Vậy cái này có ai có vấn đề gì không? Rồi, tiếp tục nha. Bộ câu hỏi của chúng ta sẽ có như sau này. Mỗi một câu hỏi sẽ có một cái thuộc tính là quy, là question.
thì chúng ta có thể viết câu hỏi ở đây, ví dụ như kiểu là các bạn cho tôi một câu hỏi gì gì đấy đi. Ông cho tôi câu hỏi nó tử tế một chút đi. Con vịt có mấy chân? Hỏi chấm. Được chưa? Đây là một đối tượng, một thuộc tính của cái đối tượng này. Con vịt có mấy chân này? Chúng ta sẽ có thêm cái A nữa. A 2 chấm A này nó sẽ là một cái mảng nữa. A nó sẽ là một cái mảng bao gồm 4 phần tử. 4 hay bao nhiêu phần tử đấy là do các bạn nhé. 4 phần tử, như tôi hay để là 4 phần tử. Đáp án 1 là không có chân. Không chân. Đáp án 2 là một chân. Đáp án 3 là hai chân. Đáp án 4 là không biết. Rồi. Chúng ta sẽ có tiếp một cái đối tượng nữa, đó là correct bằng. Chúng ta đếm này. Lưu ý đây, từ cái nội cái đáp án các bạn có thể viết sau, nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu logic này. Đây là câu hỏi chúng ta sẽ hiển thị ra ngoài này. Được chưa? Đây là câu trả lời của cái câu hỏi đấy này. Đây là bộ câu hỏi của câu hỏi trên này. Đây là đáp án đúng này. Đấy chứ nhỉ? Đáp án đúng thì ở đây, đây là thứ tự số mấy? 0 hay 1? 0, đúng rồi. Index nằm trong mảng thì bắt đầu từ số 0. 0 này, 1 này, 2. Đáp án này đáp án đúng đúng không? Đấy chứ? Thì chúng ta viết vào đây là số 2. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể là thêm một cái thuộc tính nữa là score. Điểm. Câu này bằng 200 điểm. Xong chưa? Quan xong chưa? Rồi, tiếp tục này. Chúng ta phẩy một cái và chúng ta duplicate cái đoạn code kia lên bằng tổ hợp phím là Ctrl Shift D. Bôi đen một đoạn nào đấy và các bạn Ctrl Shift D nó sẽ tự động duplicate lên. Đây này, tôi làm lại nhá. Đây. Phẩy cái này. Bôi lên trên cả dòng trên này. Được chưa? Ctrl Shift D một cái. Nó bị duplicate lên. Bây giờ của chúng ta là con mèo không ăn thứ gì ở đây? Không ăn thứ gì? Thịt mỡ. Thịt nạc, ví dụ thế. Tôi không có câu hỏi nào thì tôi chế ra thôi. Cả ba đáp án trên giống như thi nhỉ. Đáp án vẫn là C, cỏ. Điểm khi sau khi thắng câu này sẽ là lại ông. Tôi nhìn thấy mặt ông thấy quen lắm. Chúng ta đáp án đúng vẫn là đáp án 2 đúng không? Sau khi làm xong câu này thì chúng ta sẽ được khoảng 300 điểm. Ví dụ thế. Được chưa? Và chúng ta chuẩn bị cho tôi khoảng 5 câu hỏi. Gì đấy? Khoảng 5 câu nhá. Chuẩn bị cho tôi khoảng 5 câu hỏi để chúng ta có vốn để làm.
khoảng 5 câu thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tôi khoảng 5 câu. Rồi, tôi xong 5 câu hỏi của tôi rồi đây. The question bank. Xong chưa, xong cái banh chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta đến test này, test cái này. Bây giờ yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải đầu tiên khi mà có cái màn hình như này thì chúng ta phải lốt ra được cái câu hỏi. Lốt ra được cái câu hỏi và bốn cái đáp án của từng câu hỏi một, đúng không? Đúng không? Giờ làm nào? Giờ làm nào? Chúng ta có như sau này. Thu nhỏ cái banh question banh vào. Chúng ta có thêm một cái biến nữa, đó là biến question know và we know bằng 0 này. Câu hỏi số mấy? Câu hỏi số 0. Số 0 nó tương ứng với cái thứ tự bắt đầu của cái mảng, đúng không? Thì là cứ next thôi, trả lời đúng xong một thì cái biến question know nó sẽ được cộng lên 1.
thì chúng ta load cái câu hỏi số bao nhiêu đấy tương ứng ở trong cái question bank ra, thì là chúng ta sẽ có cái tài nguyên để hiển thị ra ngoài, đúng không? Được chưa? Thì tạm thời ở phía trên này, để tôi dùng ok, để tôi sẽ viết tạm ở đây cái div này. Trong này tôi sẽ có một cái thẻ H2, một cái thẻ H2 ở đây là câu hỏi số 2 chấm. Trong này là một cái thẻ span có cái ID bằng QNow. Tôi có vứt đấy đã, chẳng có cái gì. Đây là câu hỏi số này. Tiếp theo một cái thẻ H3. Một cái thẻ H3. Đây là nội dung câu hỏi. Câu hỏi số. Đây là nội dung câu hỏi này. Cái thẻ H3 này của chúng ta nó sẽ có là có cái ID bằng là Q content. Nội dung câu hỏi tôi tạm thời tôi để trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái div. Div nhỏ hơn. Cái div này nó sẽ là cái bốn cái câu hỏi của chúng ta, bốn cái câu đáp án của chúng ta sẽ được hiển thị ở đây. Thì bốn cái đáp án này nó sẽ là bốn cái thẻ button đi. Bốn cái thẻ button đi. Chờ chút nha. Này có class là answer. Answer. Bốn cái button, chẳng có cái gì ở trong này. Bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là load nội dung ra đã. Đây là bộ cái khung, cái khung sườn của HTML của tôi. Đấy, như thế này. Được chưa? Tạm thời vậy đã. Tiếp tục này. Chúng ta có một phần là đô la này. Document.ready function. Từ từ bình tĩnh, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ có một cái hàm function ở đây là hàm start game. Hàm start game. Viết code ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái đô la document.ready function. Vào trong cái document ready này chúng ta mới thực hiện là cái hàm gọi cái hàm start game. Đóng mở ngoặc vào đây. Cái đoạn này có hiểu là cái gì không? Document ready function là khi toàn bộ các cái thẻ HTML nó đã được tải hết ra ngoài trình duyệt rồi thì cái đoạn code ở trong cái function này nó mới chạy, thì đến lúc đấy chúng ta mới gọi đến cái hàm start game. Được chưa? Còn nhiều khi các bạn tải ra ấy, thì có những cái tài nguyên nó bị lốt chậm. Được chưa? Nó bị lốt chậm cho nên là nó không kịp ra mà JS nó đã chạy rồi thì chúng ta sẽ gây ra lỗi, nên lý do chúng ta phải đưa vào cái ready đấy. Bây giờ trong hàm start game chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có như sau này. Và current question, current query bằng cái question bank
lấy ra phần tử thứ quy nâu. Lấy ra phần tử thứ quy nâu. Chúng ta tiến hành console.log ra cái current quy xem nó là cái gì. Thì giờ các bạn chạy đi, ra ngoài trình duyệt refresh và nhớ bật cái developer tool lên, tức là bật cái F12 lên đấy. Đây này, ra ngoài đây là cái trang index của tôi đúng không? Các bạn bấm vào cái tab console này, bấm tab console này, chúng ta reload. Chúng ta nhìn thấy cái quy là con vịt có mấy chân, đúng không? Quy này con vịt có mấy chân, A là bằng một cái mảng, không chân, một chân, hai chân, không biết. Correct bằng 2, score bằng 200 đây đúng không? Thấy không? Được chưa? Bây giờ chúng ta chỉ việc fill nó vào trong cái phần này thôi. Fill nó vào sẵn trong cái khung này. Giờ fill kiểu gì? Chúng ta đã có cái object là câu hỏi rồi nhá. Bây giờ chúng ta có fill, nếu mà tôi muốn fill cái question số bao nhiêu vào đây đúng không? Cái ID và quy nâu rồi đúng không? Chúng ta làm như này. $ID bằng quy nâu. Có thấy giống CSS không? Nó chỉ khác cái nó có thêm cái đô la đóng ở ngoặc như này rồi đúng không? Thì cái này nó gọi là trong Java, trong jQuery nó gọi là cái selector. Trong CSS nó cũng gọi là selector, trong JavaScript nó cũng gọi cái này là selector. Giống y xì kệt như nhau. Được chưa? Khi mà chúng ta làm như này, với ID chúng ta sẽ xác định được một cái thẻ là chính là cái thẻ nào ở trên màn hình có cái ID là quy nâu. Thì chúng ta sẽ set lại cái text chấm chấm text cho nó. Được chưa? Chấm text bằng cái quy nâu cộng quy nâu đi, hoặc là bằng quy nâu cộng 1, sợ các bạn không hiểu, bằng quy nâu cộng 1. Được chưa? Quy nâu cộng 1. Bây giờ refresh, thấy câu hỏi số 1 chưa? Rồi tiếp theo đến cái content này thì làm tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có là cái đô la có ID là quy content chấm text, gán giá trị cho nó bằng cái gì ta bằng cái quy current quy chấm quy. Rồi các bạn ra ngoài các bạn refresh, làm đến đâu test đến đấy, thử xem nó có ra không. Có ra không? Current quy content này, đây bằng cái này này, chấm text bằng current quy chấm quy. Bởi vì lúc nãy chúng ta lấy ra được một cái object, một cái đối tượng đúng không? Bây giờ chúng ta lấy ra cái thuộc tính là câu hỏi, nội dung câu hỏi, thì chúng ta chấm cái đấy. Còn chấm text thì nó sẽ là gán, khi mà chúng ta có cái tham số ở trong này, khi truyền một cái giá trị vào đây thì chúng ta sẽ là gán cái nội dung chữ của cái đối tượng này bằng cái text, bằng cái nội dung ở đây. Còn nếu chúng ta không có thì sẽ lấy cái nội dung text ở trong cái file, ở trong cái đối tượng này ra ngoài. Được chưa? Chúng ta test con vịt có mấy chân, được chưa? Được chưa? Rồi. Xong, đấy là hiển thị được về số câu hỏi này, câu hỏi thứ bao nhiêu này và cái nội dung câu hỏi đúng không? Rồi tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi, đến với cái bộ đáp án, đúng không? Bộ đáp án thì đầu tiên chúng ta phải xác định được những cái chỗ là đáp án đã, đúng không? Những cái chỗ là đáp án này đã, thì chúng ta sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ có là var list btn
answer list button answer nó sẽ bằng đô la của cái ID là answer. Như này, nó sẽ trả cho các bạn một cái danh sách. Nếu không tin, các bạn có thể đặt debugger vào đấy. Thì chúng ta sẽ biết được cái list btn answer nó là cái gì. Sai đi học sao nữa không?
vấn đề gì nữa không? Biết sai chính tả bất gương không? Nhanh quá thì phải bảo nhá. Được chưa? Bây giờ các bạn test đi. Ra ngoài này, F5 lại, reload lại, chúng ta sẽ đặt thấy debugger là cái trình duyệt nó đọc đến đây nó dừng lại. Được chưa? Chúng ta hover chuột vào cái list btn answer ấy. Được chưa? Thấy không? Đây nó là bốn cái object. Thấy không? Trong này bốn cái object, các bạn hover vào cái từng cái một thì nó sẽ ra là cái button ở vị trí thứ bao nhiêu, ở đâu, là cái vùng màu xanh nhỏ nhỏ ấy. Có nhìn thấy không? Nó chính là cái thẻ mà có vùng màu xanh á. Được chưa? Đấy, bốn cái thẻ đấy. Đúng là bốn cái button không? Đúng chưa? Test đi. Xem có đúng bốn cái thẻ không? Reload lại. Có bật lên nhưng mà thấy được không? Đây là bảng xếp content,
Bây giờ còn ai không? Công việc cả. Không nhớ. Sau đó nhớ đặt debug thì phải nhớ bỏ nó đi nhá. Debug lúc nào chúng ta cần biết những cái giá trị của những cái biến phía trước của chúng ta thì chúng ta phải đặt debug vào thôi. Thế còn xong là phải xóa nó đi. Được chưa? Ở đây tôi thấy được là tôi có 4 cái button rồi này. Được chưa? Lấy được một, đây là một cái mảng. Các bạn sẽ nhìn thấy nó là một cái collection, một cái mảng. Bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ đã có cái mảng rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng vòng for, vòng lặp. For i bằng 0, for i cho nhỏ hơn list btnanswer.len. List btnanswer.len. Chúng ta sẽ có cái là $ list btnanswer.i ở vị trí thứ i chấm text bằng với cái current q chấm a ở vị trí thứ i luôn. Xong như để tôi giải thích. Được chưa? Giải thích nhá. Ở đây chúng ta dùng vòng lặp để lấy ra từng cái thẻ button 1 đúng không? Lấy từng cái button 1. Tiếp theo này. Tiếp theo chúng ta sẽ có là cái BTN ở cái $list BTN này. Là nó sẽ đưa cái button của chúng ta, đưa cái button đang được set ấy, là cái button ví dụ vòng đầu tiên là ID bằng 0, à cái i bằng 0 đúng không? Thì là button sát bên trái nhất. Bây giờ chúng ta đưa cái button đấy trở thành dạng là jQuery object, tức là đối tượng của jQuery. Nó phải trở thành đối tượng của jQuery thì chúng ta mới sử dụng được những cái hàm nó như này, hàm text này, hàm HTML hay hàm gì đấy. Được chưa? Nó phải trở thành như vậy thì chúng ta mới dùng được những cái hàm này. Ở đây chúng ta sẽ có cái set giá trị text cho nó thì bằng cái gì? Bằng cái current q, tức là cái câu hỏi hiện tại, chấm, tức là lấy đến cái thuộc tính là a là dãy answer đúng không?
Mà dãy answer của chúng ta là cái gì? Là một cái mảng, đúng không? Mảng này nó cũng là, nó cũng có chứa các cái phần tử. Thì ở đây là có bốn phần tử tương ứng với bốn phần tử, bốn cái button tương ứng với bốn cái phần tử ở trong cái mảng A của current answer chấm current question chấm A của chúng ta, đúng chưa? Bây giờ chúng ta xem, đúng không? Một chân, hai chân, không chân, các thứ các thứ, đúng chưa? Xem các bạn có ra không. Xem có ra không. Đang chôn xét lại. Gì? À đâu, bạn click vào đây. Check xem có ra ra bộ câu hỏi không. Ra chưa? Rồi, ok. Nếu không cần thiết thì đặt debugger vào. Style chúng ta sẽ, nếu mà còn buổi này còn thời gian chúng ta sẽ làm style sau nhá. Style nó rất là dễ thôi, quan trọng là cái logic kia. Bây giờ có câu hỏi rồi, có đáp án rồi. Bây giờ chỉ việc là chờ người ta kích vào một cái đáp án nào đấy để mà biết xem là đáp án có đúng hay không, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ làm nào? Chúng ta có sẵn, chúng ta sẽ có sẵn ở đây một cái sự kiện ở trong HTML nó cung cấp, đó là onClick. OnClick bằng check answer. Ở đây là tham số là 0. Nó ở thứ tự số 0 mà. Đúng không? Copy tiếp cái on click đấy, vứt xuống dưới. Thứ tự là 1, tí chúng ta sửa sau. Đây là 3 2 1. Answer là 3, là 2, là 1. Xong chưa? Như này tương đương với chúng ta gọi đến một cái hàm và truyền vào một tham số trong cái hàm đấy. Chúng ta copy thôi. Copy cái tên cái hàm này này. Copy tên hàm nhá. Sau đó ở trên này chúng ta tạo ra một cái function tên là check answer, có cái answer no, chúng ta console log ra cái answer no kia, xem nó kích vào mấy.
không 1 2 3 thằng nào 1 2 3 4 đấy. Xong chưa? Test đi các bạn, test đi. Ra ngoài này, reload xong này, vào tab console này. Hai chân là đáp án số mấy? Đúng thứ hai không? Một chân có phải đáp án 1 không? Không có chân có phải đáp án 0 không? Không biết có phải đáp án ID à, cái index bằng 3 không? Đúng chưa? Test đi. Ôi giời ơi. Chưa định nghĩa hàm đây. Hàm ở đây bạn viết là check answer thôi nhé. Đấy. 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 Cốt mới nhất của tôi đây này. Trong trường hợp các bạn nào mà cốt chậm không theo kịp ấy, thì các bạn vào github.com này, github.com sược thiện th này, đây là cái github của tôi. Các bạn bấm vào repository thì các bạn sẽ nhìn thấy cái free august, tức là cái tôi đang cốt ấy, bấm vào đấy sẽ nhìn thấy toàn bộ sược cốt, đúng là public và index đi không, đẩy lên 37 phút trước này. Chúng ta bấm lên, bấm vào cái file index chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy cái code của tôi ở trong này đúng không? Được chưa? Bây giờ đây là dừng lại ở cái question bank nhá. Đúng không? Bây giờ tôi đẩy code mới nhất lên này. Rồi xong. Các bạn reload lại. Sẽ nhìn thấy code mới nhất của tôi đây. Và các bạn có thể copy ở đây về cho nó nhanh. Được chưa?
github.com/thiện.th free August. Xong chưa? Nếu bạn nào mình chậm quá thì phải làm cách đấy. Còn không thì tốt nhất là các bạn cứ code một lần là chúng ta học một lần. Xong chưa nhỉ? Lấy được cái đáp án rồi nhá. Lấy được đáp án người dùng kích vào rồi nhá. Bây giờ làm sao? Kiểm tra xem cái đáp án ấy có đúng hay không, đúng không? Để kiểm tra được thì chúng ta cũng phải lấy ra được cái câu hỏi hiện tại đã. Chúng ta cũng có current question bằng question bank ở vị trí từ Quino. Chúng ta sẽ có câu if cái answer no bằng với cái current q.correct thì alert ra chúc mừng bạn đã trả lời đúng, phải mức thưởng là bằng cộng với current q.score. Còn else, cái này không lạ gì đúng không? Alert ra là bạn đã trả lời sai. Ví dụ thế. Bạn test đi, xem có đúng không? Test nhá. Một chân này, bạn trả lời sai này. Không biết này, bạn trả lời sai này. Hai chân, chúc mừng bạn đã trả lời đúng, mức thưởng 200. Được chưa? Xem có bạn nào không ra không? Để tôi đẩy code lên đã. Thank you.
Bây giờ trả lời đúng rồi sao? Hả? Ai bảo thế? Trả lời đúng rồi phải chuyển điểm. Chuyển điểm. Đúng không? Rồi. Giờ sao? Cô tiếp này. Chúng ta sẽ có một cái chỗ là để ghi là điểm, score. Ví dụ tôi để đây là một cái H3 nữa trên này chẳng hạn. Có cái ID là user score. Ban đầu bằng 0, mặc định bằng 0. Copy cái ID của nó. Được chưa? Và sau khi alert, nếu mà trả lời đúng xong, sau khi alert xong thì chúng ta tìm đến cái thẻ có ID bằng user score.text bằng với cái current key.score. Game này của chúng ta là được câu nào, trả lời đúng câu nào thì được điểm câu đấy, chứ không phải điểm cộng dồn đâu nhá. Nhưng đừng có mà cộng bằng. Được chưa? Như chiếc nón kỳ diệu thì là sẽ là cộng bằng, à, cộng dồn. Còn ở đây chúng ta là đạt đến điểm, đạt đến câu hỏi nào thì sẽ lấy luôn điểm câu hỏi đấy. Được chưa? Thế còn nếu trả lời sai thì sao? Trừ cái gì? Trừ mạng. Ôi giời ơi. Trừ mạng đi. Chúng ta sẽ có đây này, user score này. Tôi cứ viết text ở đây, viết viết HTML nhá. Còn các bạn tự đi mà viết những cái khác, được chưa? Để tôi sẽ viết ở đây là, đây là score này. Hai chấm, đây tôi để một cái thẻ span trong này. Có cái ID bằng score, tôi để bằng 0 ở trong này. Thì nó cũng không khác gì. Tiếp theo tôi có một cái thẻ H3 nữa ở đây. Đây là tên. Tên span là có ID bằng user tên bằng mặc định bằng 3 này. Mặc định bằng 3 này. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái đây tên bằng tên và ba cái này hai cái này bằng nhau đúng không? Đúng không? Khi mỗi khi trả lời sai thì chúng ta sẽ có là if. Bằng nào cũng phải trả lời sai à, if này. Tên lớn hơn 0 thì chúng ta có tên trừ trừ và alert cho bạn trả lời sai. Alert cho bạn trả lời sai. Còn else. Tất nhiên khi tên trừ trừ thì chúng ta cũng phải gán lại cái user tên này bằng cái tên hiện tại sau khi nó đã trừ. Chúng ta sẽ có đô la cái ID bằng user tên.text bằng cái tên hiện tại. Và alert bạn trả lời sai. Còn L tức là nó nhỏ hơn 0 rồi. À nó bằng 0 rồi, tức là hết mạng rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì? Là gì? Rất xin lỗi. À, chúng ta sẽ có cái biến varRS bằng varRS bằng confirm bạn đã hết mạng, hết lượt chơi chấm có muốn bắt đầu lại hay không. Có muốn thử lại hay không? Thấy chưa? Nếu mà chọn OK thì là cái return này sẽ bằng giá trị là yes, à, true. Còn nếu mà chọn không thì cái này nó sẽ là no. Thì chúng ta sẽ có như sau. Đến đây chưa nhỉ? Rồi tôi sẽ chờ các bạn. Có cần xem lại đoạn HTML không? Đây HTML đây. Đẩy code lên nhá. Mặc dù chưa xong.
đây code đây. Chưa? Tiếp tục này. Nếu người ta đồng ý chơi lại sao? Các bạn thử nghĩ luôn cho tôi cái logic khi mà người ta đồng ý chơi lại là làm nào. Reset những cái gì? Mạng, điểm, số câu hỏi. Hết chưa? Hết chưa? Hết rồi, có mỗi thế thôi. If RS bằng true thì turn bằng 3, phải we know bằng 0, phải ủa chưa có score, không cần xét lại cái giá trị cho user score. User score chấm text bằng 0. Và chúng ta gọi lại cái hàm start game. Đúng không? Tí nữa còn thừa thiếu đâu tính sau. Else, tức là nếu nó không bằng true thì sao? Window.close. Đóng cái window để đóng cái cửa sổ này. Chúng ta có thể là con alert, alert là bye bye, cho nó nhân văn một tí. Sau đó người ta với chạy window close. Được chưa? Xong đi nhỉ? Chưa hết đâu nha, cái hàm check answer này chưa hết đâu nhá. Tao định hỏi gì? Ừ. Trả lời đúng. Trả lời đúng, xong rồi test tiếp trường hợp là trả lời sai. Vấn đề mà. Hả? Thế á? Đi đâu? Chứ làm sao được? Để tôi test cái nào. Rồi nhé, ba mạng này. Hai chân đúng không? Trả lời đúng này. Chứ đông chứ? Ừ. Trả lời đúng thì nó phải sang câu tiếp theo một chứ. Đúng không? Đây mình chưa có cơ chế sang câu tiếp theo. Khổ lắm. Tôi đẩy code lên nhá. Mà thôi để viết nốt cái đẩy sang câu tiếp theo. Sau giờ đây mình chúc mừng rồi này. Thay đổi điểm rồi này.
Được chưa? Mình chuẩn bị sang câu tiếp theo. Thì mình sẽ thay đổi cái là cái we know nó cộng cộng lên. Và chúng ta gọi lại cái hàm start game. Thử xem nó sang câu mới không. We know cộng cộng lên. Xong start game. Sang câu 2 chưa? Score 200 này. Con mèo không ăn thứ gì này, thịt mỡ, thịt nạc, cỏ, cả ba đáp án trên. Mèo nhà tôi chỉ không hút cỏ thôi. Còn cái gì nó ăn? Cỏ. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Cái gì vừa hát vừa hét thì vừa là Coca-Cola đúng không? Thay đổi chưa? Đấy, các bạn test đi xong tôi sẽ giải thích thêm cái phần này. Test đi. Code ở trên GitHub rồi. Chúng ta còn một vấn đề nữa. Đó là nếu trả lời hết câu hỏi rồi thì sao? Hỏi là lỗi giả. Suy nó. Này làm trong dấu có hai dấu phẩy trên phẩy. Quá. Sao biết tao mà? Em không giúp cảm để đây rồi. Các chú thích. Bôi đen hết cái chỗ đấy. Đây này, dạy đi nhá. Sau bạn biết sử dụng quy tắc làm đi xuống. Đây này. Các chú chip này. Yeah, bên xa này. Bên xa này nữa này. Các chú hết. Vậy cái, các chú về. Đây như thế này. Ok, cái này. Không. Tôi nè, tôi nằm 3, tôi nằm bị thứ 3, tôi về số 3, rồi cho sau. Nếu mà tập ơn, trừ trừ như dơ cơ đúng rồi, thế đúng không? Đấy, ngoài điều tạm đi, ăn tạm xa, quên là đi. Được, nhá, mình chân không chân này, rồi ra này. Rồi ra làm này, tôi chỉ còn 2 đúng không? Có mất luôn rồi. Chúng ta cố tình trả lời sai đi. Không chân một phát này. Không chân hai phát này.
không chân 3 phát này, không chân 4 phát, có muốn thử chơi lại không? Ok. Lỗi rồi. Lỗi rồi. Không phải đâu. Này vẫn đúng đấy. Nhưng mà tôi chưa cập nhật lại cái tech của turn này. Nếu mà ok, đây, score mới cập nhật lại score thôi. Chưa cập nhật lại user turn bằng turn. User turn bằng turn. Rồi ok. Một câu trả lời sai này, hai câu trả lời sai này, ba câu trả lời sai này, câu cuối cùng này. Ok, turn lại về 3 đúng không? Đáp án đúng lên này. Dạ, đúng tiếp này. Sai này. Turn giảm 1, điểm giữ nguyên, câu hỏi giữ nguyên. Sai nữa này. Coca-Cola này. Lên 600. Được chưa? Bây giờ tôi còn 1 mạng. Đấy. Đấy chưa nhỉ? Đấy, xong rồi. Đấy là cái vòng. Nào, giải thích một chút này. Nãy giờ ấy, 1 tiếng rưỡi vừa rồi ấy, chúng ta chỉ làm một thứ cực kỳ đơn giản, một cái thứ rất là nhỏ thôi. Cái thứ đấy người ta gọi là vòng lặp game. Vòng lặp game. Khi mà các bạn làm một cái game nào đấy, nó luôn luôn là hoạt động kiểu tuần hoàn, luôn luôn có những cái thứ đầu tiên, một là draw, một là vẽ ra cái màn hình game của chúng ta, hai là train và thay đổi những cái giá trị khi chúng ta tương tác ở trên cái màn hình. Được chưa? Cái thứ ba là payload. Khi chúng ta thay đổi thì chúng ta sẽ phải nhận được một cái kết quả của đấy, đáp án đúng hoặc đáp án sai, đúng không? Thì khi mà chúng ta thay đổi, tôi bất biết là đáp án đúng hay đáp án sai thì tôi đều nhận được kết quả. Và nhận được kết quả ở cái chỗ payload thì tôi đều phải xử lý cái kết quả đó, sau đó tôi đẩy ngược về cái bước 1 là bước draw. Đây là 3 cái bước để hoàn thành cái vòng lặp game. Bây giờ các bạn thấy cái game của chúng nó khép kín lắm. Bắt hết tất cả trường hợp. Được chưa? Bắt hết tất cả trường hợp. Trả lời đúng thì có xử lý như nào, trả lời sai thì có xử lý làm sao, có chơi lại hay không. Thì đấy nó là tôi bây giờ tôi chỉ thực hiện duy nhất của cái phần đó. Làm cái gì cũng vậy, làm cái gì thì các bạn phải làm phần câu hỏi nó trước, hiểu được bản chất, hiểu được vấn đề, sau đó các bạn mới tiến hành là đến làm xong hết logic thì bắt đầu đến trang trí. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đó, chúng ta vẫn chưa khép kín hết đâu, chúng ta mới là đáp án đúng thì tăng. Nhưng mà nếu mà nó đến câu 15 rồi thì sao? Thế trong trường đấy là đấy trong trường hợp chúng ta fix cứng 15 câu. Nếu mà trong trường hợp chúng ta không biết có bao nhiêu câu thì sao? Làm sao để biết được là câu hỏi nào là câu hỏi cuối cùng? Làm sao để biết? Đây, chúng ta sẽ biết như sau. Sau khi thay đổi cái điểm này, thấy chưa? Chúng ta sẽ có if cái qnow. Nếu cái qnow hiện tại nó đã bằng với cái question bank chấm len trừ 1, đúng không? Question bank chấm len trừ 1 thì chúng ta lại phải confirm. Nhưng mà confirm của chúng ta confirm kiểu khác, là bạn đã chiến thắng với tổng số điểm là bao nhiêu rồi, đúng không? Bạn có muốn chơi lại không? Ví dụ thế. Bạn đã chiến thắng có muốn thử lại hay không? Nếu mà if rs bằng true thì chúng ta lại lặp lại cái này, lặp lại cái phần bên dưới này, và else thì là window.close, lại như vậy thôi. Đến bây giờ là tôi không cần quan tâm là cái bộ question bank của tôi có bao nhiêu câu nữa rồi, đúng không?
bằng đi. Nãy giờ có gì cái gì khó không? Nãy giờ có phần nào nó quá khó đến mức chúng ta không hiểu được không? Kể làm game dễ nhỉ? Chẳng có gì khó. Mà cái này ứng dụng thực tế đấy. Đó trước tôi làm một cái game giống hệt, gần cái giống kiểu này, nó lai lan na ná giữa ai là triệu phú với lại đường lên đỉnh Olympia, làm cho cái chương trình ASEAN Color của trường đại học luật ấy. Quay lên truyền hình luôn mà. Thật. Đấy là làm cái game show cho họ. Thì cái này nó có tính ứng dụng chứ không phải không có. Quan trọng là bây giờ chúng ta làm sao để cho cái màn hình nó đẹp đẽ lên một chút, nó nhiều hiệu ứng lên một chút là được thôi. Thì các bạn chạy đi và check lại cái, đây là cái phần co nhất, cái vòng lặp game của chúng ta, xem có vấn đề gì không. Sau đó chúng ta sẽ đến cái phần thêm về màu mè, ví dụ màu mè sắp xếp thứ tự này, rồi thì là điểm này, ô sáng như này này, và nếu còn thời gian thì chúng ta chơi cả tiếng luôn. Cứ check lại đi xem có cái gì chúng ta thấy nó khó quá thì bảo để tôi giải thích lại. Được chưa? Bây giờ đến cái cao đao này. Xử lý cao đao này. Mình không nhớ cái thư viện này lắm. Các bạn có thể search là jQuery cao đao. Tôi coi xem cái thằng này nó như nào. Example. Đây chúng ta có continue after finish 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta có cái thằng này. Để tôi coi nó sẽ tải về kiểu gì trời. Final countdown download này. Các bạn tải về đi. Tìm jQuery countdown. Nó sẽ ra cái trang là helios.github.io gì gì đấy. Các bạn vào đấy các bạn tải về. Thấy chưa? Tải chưa? Rồi. Tải về thì giải nén nó ra. Giải nén nó ra. Sau bắt đầu chúng ta copy những cái file giải nén này này, paste vào trong cái thư mục public của chúng ta, JS của chúng ta ấy.
Free August này, Public này, ZS này. Tôi pẹt vào đây, jQuery Countdown, tôi đổi tên cái thư mục của nó thành jQuery.Countdown. Và trong này chúng ta có jQuery Countdown.min. Các bạn, thực ra các bạn chỉ cần copy cho tôi cái file jQuery countdown.min.js vào đây là được không? Đây, copy cái file này sang. Được chưa? Copy cái file jQuery countdown.min.js này vào này. Vào trong cái thư mục JS của chúng ta ấy. Sau đó chúng ta require script import vào trong thêm phần trong này nữa. Đấy, có thế thôi. Nhét nó vào đấy. Để tôi coi xem nó làm cái gì nào. Chúng ta sẽ có một cái div ID bằng clock. Clock. Chờ tí. Để coi xem xử lý cái này như thế nào rồi. Clock này. Cái này question no này. Div ID clock này. Sau đó sẽ có, tôi copy lại cái đoạn này của nó đi. Khi mà start game xong, chúng ta có đoạn này. Đây là 30 giây đúng không? Là bằng 30.000. Get time cộng 30.000. Clock countdown 5 second. Để coi xem nó như nào. Tôi check đã nhá. Các bạn cứ thong thả. 30, 29, 28, 27, 26 đúng không? Cao đao rồi đúng không? Nhưng mà cứ từ từ đã, bình tĩnh, thong thả. Để xem, tôi phải chờ xem nó có cái this bằng this and slave debugger. Rồi 30. Để này hơi lâu, cho tôi test cái đã nhá. 3 giây thôi. 1 0 đặt debug rồi. Ok. Xong. Đây nó chính là cái sự kiện khi mà chúng ta kết thúc cái số đếm giờ thì chúng ta sẽ có như sau này. Ở cái hàm start game này chúng ta sẽ gọi đến một cái hàm nữa. Mà từ chờ tí để tôi xem có pause đã nhá. Example này. Pause. Stop. Continue after finish. Chờ chút nha. Để tôi search cái jQuery countdown helios stop pause. Chờ tí để tôi coi xem nó là như thế nào đã.
Bao thật được rồi này. Xem code nó là như nào đấy nhá. Các bạn chờ một chút. Script này. Rồi. Cái này là cái gì? Edit files. Editing a file. Cao đao chấm pau. Được không? Thấy nó dừng không? Dừng chưa? Đấy nhỉ? Quan trọng là chúng ta dừng lại nó được. Chứ nếu mà nó chạy về không á, có nghĩa là nó đang chạy này. Nếu mà để cho nó chạy về không một cái thì chúng ta phải có xử lý là bạn đã trả lời sai. Đúng không? Được chưa? Bạn đã trả lời sai. Còn nếu mà các bạn là bắt đầu cái này rồi, có nghĩa là khi mà sang một câu hỏi mới chúng ta lại bắt đầu một cái vòng lặp mới, đúng không? Thì chúng ta test như sau này. Đầu tiên chúng ta nhét tải cho tôi cái cao jQuery cao down min về này. Sau đó chúng ta ném nó vào trong ở phía dưới của jQuery. Xong chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có nhét thêm cho tôi cái phần này vào trong cái cao down này. Ở trong cái hàm start game này. Chúng ta sẽ có thêm cái đây, chúng ta sẽ có thêm cái va là countdown time. Countdown time sẽ bằng new date cộng get time cộng với 30.000 là 30 giây. Mỗi câu hỏi chúng ta chỉ được trả lời trong 30 giây thôi. Clock countdown 30 giây. Để tôi đẩy code lên trên nhá. If cái thằng này nó nếu mà trong trường hợp cái thằng này nó hết giờ thì chúng ta sẽ là console.log. Đây là hết giờ. Tí nữa chúng ta xử lý sau. Để tôi đẩy code lên cho các bạn xem đã. Còn nếu ở trên này chúng ta khi mà bấm vào một cái button bấm vào một cái kết quả nào đấy thì chúng ta sẽ có cái đối tượng này clock.countdown.pau là dừng cái đồng hồ lại, không chạy nữa. Được chưa? Check này. 30 này, 29 này, 28 này, 27 này. Được chưa? Lại chạy tiếp, đúng không? Cái này nó giải cho chúng ta cái bài toán là mỗi một câu hỏi mới là chạy 30 giây. Được chưa? Bây giờ tôi để cho nó xuống hết 30 giây. Thì giờ xử lý như nào? Chúng ta sẽ xem ở đây. 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, hết giờ. Các bạn thấy hết giờ không? Hết giờ rồi thì chúng ta làm sao? Chúng ta lại làm như thế này. Chúng ta trừ tơn. Đây nhá. Đâu nhỉ? L này. Đây chúng ta trừ tơn này. Bạn đã trả lời sai này. Tất nhiên cái đoạn code nào mà chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần ấy thì mấy nữa tí nữa chúng ta chuyển nó sang là một cái hàm. Chứ chúng ta không để thế được. Không để code lung tung như vậy được. Turn trừ trừ này. Đúng chưa? User turn bằng take turn này. Và chúng ta sẽ rồi, turn trừ trừ sau đó chúng ta sẽ có cái gọi là hàm start game. Tự động nó sẽ reset cái thằng kia. Để tôi để lại khoảng còn 3 giây nhá. Cho nó nhanh. 1 0. Còn 2 turn này. Chúng ta thiếu cái alert đúng không? Được chưa? Chúng ta thiếu cái alert. Nó bị trừ là chuyện bình thường mà, có gì đâu. Turn trừ trừ. Return false. Rồi các bạn chờ chút. Chúng ta cứ biết là chúng ta trừ được đã. Xong tính sau. Đó alert này. Alert xong thì start lại game. 2 1 0. Bạn đã trả lời sai này. 1
Không, bạn đã trả lời sai này. Chửi lắm thế. Nó bị duplicate nhiều quá. Đây, chờ tôi chút. Thịt ngu rồi. Chấm cao down stop. Thôi xong. À, chờ đi để tôi chạy lại. Hai, một, rồi. Hai, dừng luôn rồi. Yo. À đây 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 đây. Đưa lên trên này. Vẫn thế. Rồi, từ từ đã. Start game này. Nhưng mà cái turn này chúng ta sẽ chỉ xảy ra khi mà cái... Nếu mà turn lớn hơn 0 thôi đúng không? Chúng ta copy lại cái đoạn này. Nếu mà turn lớn hơn 0 thì sẽ thể hiện cái này. Trong trường hợp turn nhỏ hơn 0, trong trường hợp turn nhỏ hơn 0 thì chúng ta chạy vào thằng L này và chúng ta stop cái kia lại luôn. L turn nhỏ hơn 0 thì chúng ta tạm thời là chúng ta cái cao down và chúng ta dừng nó lại. Xử lý thằng này quay phết. Đơn giản tí nào. Deep này, L này. Đang nằm đâu trời? If and slave này. Cộng đúng rồi, đúng rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ dừng nó lại. Cao down. Cao down sẽ được chỉ dừng lại. Nhiều quá. Treo luôn rồi. Oh shit. Chờ tôi chút nha. Để tôi xem nó bị lỗi gì. Đây thiếu một cái dấu ngoặc ở đây. 2 1 0. Trả lời sai này. 2 1 không. Ôi trời ơi. Để xem nào. Thằng này nó hơi củ động. Khi mà cao đao tham alert, start lại game. Rồi ok, tạm thời chúng ta cứ dẹp cái thằng cao đào đi đã. Tí nữa tôi sẽ tìm cách tôi fix cho các bạn. Có thể là dùng thư viện hoặc là chúng ta cốt tay cũng được. Cốt tay. Dùng cái này nó hơi củ chuối. À đâu nhở, nãy tôi có một cái đây. Rồi, cái này đúng không? Không ăn sẵn được đâu. Thế á? Em đã reset lại cái tone chưa? Chạy lại thử nhá. Đây, không chân này. Chết bố luôn. Hai chân này.
cỏ này, Coca-Cola này, đàn ông của mấy ông chúa một này, một tuần này, ok, đấy, lại về như cũ. Đúng không? Các bạn cũng bị thế đúng không? Lại không ạ. Chờ tí bình tĩnh. Nếu bạn chiến thắng rồi, có muốn thử lại hay không? Chưa reset Windows. Chưa reset Windows. Đây này. Đây này, cái này này. Reset cái Quino lại là phát là được cái gì? Lại bằng cái Quino này. Để tôi xóa bớt câu hỏi nhé. Nó đỡ nhiều. Khoảng 3 câu thôi. Rồi. Hai chân này. Gì vậy? Bao. Hai chân này, cỏ này, Coca-Cola, nhưng mà sao lại bằng hai nhỉ? Đây à? Đúng, chính xác. Hai chân này. Cỏ này. Rồi, được rồi. Rồi, tôi đẩy cốt lên đã nhé. jQuery cao đào chúng ta tính sau. Bây giờ chúng ta đến phần tinh chỉnh code của mình đã. Tinh chỉnh code đã. Ví dụ như này. Cái đoạn cái đoạn này này. Chúng ta có thể là đưa nó thành một cái hàm được. Hoặc là cái đoạn này đưa thành một cái hàm được. Đây là hàm reset game được ạ. Đúng không? Đưa thành một cái hàm. Chúng ta sẽ có như sau. Tạo một cái function reset game. Reset option nhé. Reset option. Thì nó sẽ bằng cái turn bằng 3 này. Bằng cái đoạn này. Vứt lên đây. Và cái chỗ vừa rồi của chúng ta gọi lại cái hàm reset option. Từ chỗ nào RS bằng chu thì gọi cái hàm reset option. Đây nữa này, đây cũng là reset option này. Đó. Nó không quá giả. Cái game của chúng ta nó không quá giả. Ngắn tí. Nói chung là tách thì tách được mỗi cái đoạn này. Reset option thôi, còn chẳng tách được thêm cái đoạn nào. Gì nữa? Bây giờ đến phần style lại nhá. Style lại cái thằng này nhá. Chúng ta có như gì? Tôi sẽ sử dụng bootstrap. Getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Chúng ta chọn ở phía dưới này là chọn bản 3.3.7. Tôi chưa nghiên cứu Bootstrap 4.0 nên là chúng ta vẫn dùng 3.3.7 đó. Vào Getting Started. Chúng ta nhúng cho tôi cái đoạn này vào Bootstrap CDN.
phía trên góc trên thì có nhìn cái chữ V4 không? Đấy, bấm vào đấy, chọn 3.3.7. Getting started. Khổ lắm, mắt cứ để dưới chân thôi. Getting started, đấy. Rồi, kéo lùi xuống dưới một tí. Đấy, copy cái dòng đầu tiên. Copy cho tôi cái dòng này. Chúng ta paste vào trong cái trang của chúng ta ở trên phần head ấy. Được chưa? Paste lên đấy. Sau đó chúng ta ở phía dưới này chúng ta code cái giao diện của nó ra. Ví dụ code giao diện trông như này đúng không? Đây trông giao diện như này, chúng ta chia như nào có biết không? Chia như nào? Văn. Chia giao diện hay chia tổng thể? Một tí phải. Một container bao ngoài này. Côn 8 này. Hoặc là 9. Côn 9 này. Côn 3 này. Được chưa? Tiếp theo ở trong này là đây là một cái div này. Mỗi thằng là côn mấy đấy. Hoặc là dùng đây toàn một phần này là một div này. Thằng này là côn left, thằng này là côn right này. Thằng này là text center này. Thằng cao đao để tí set. Còn thằng này, bốn thằng này sao? Quá dễ đúng không? Rồi, code nhá. Div container div con trừ md trừ 9. Duplicate lên con trừ md trừ 3 để cho nó hết dòng. Trong côn MD này thì chúng ta có một cái div. Div là có class div không đi. Chúng ta sẽ có một cái thẻ h mấy đấy. Sẽ có cái div có class là côn trừ MD trừ XS đi trừ 6. Take trừ left. Take left à? Sao lại thế nhỉ? Rồi. Hơi ngu tí. Nhét cái thằng này vào. Đầu tiên là cái gì? Score trước đúng không? Theo đúng thiết kế là score trước, turn sau. Score trước này. Score xong rồi đến turn đúng không? Tiếp theo đến thằng question đúng không? Cái này chẳng về class clip. Class chắc là bằng có text center thôi. Text center thì nó sẽ bằng câu hỏi số we know này. Đây là tôi viết tiếng Việt nhé. Điểm lượt chơi. Lượt chơi này. Câu hỏi số. Thì content, nội dung của câu hỏi. Block này tính sau. Còn cái mớ deep này tính sau. Còn cái mở button, xin lỗi, còn cái mở button thì tính sao?
ngó coi cái giao diện đấy nhá, xong tôi đẩy code lên. Điểm này, câu hỏi số này, con vịt có mấy chân này. Bây giờ chúng ta muốn là nó hiển thị như này đúng không? Bây giờ tính giá. Định làm kiểu gì? Cái gì mà côn md3 này? À đây, côn md3 là sau. Ô. Rồi làm gì vậy? Đây. Rồi tính sao? Deep. Để coi nào, để tôi nghĩ xem là chúng ta nhét cái gì vào đây cho nó hợp lý. Cho cái một cái deep. Mỗi cái deep này sẽ có class. Class bằng là côn trừ md trừ 8 cách côn trừ offset trừ md 2. Sau đó trong này lại chia ra làm đôi. Chia ra làm đôi thì chúng ta sẽ có một cái deep. Class bằng côn trừ xs trừ 6. Và sẽ cho cái thằng này có class bằng answer. Class bằng answer on click bằng cái này. Nó fake button. Fake button. BG trừ succeed. Đắp ticket thằng này lên 4 lần, 3 lần. Quăng cái đám đít mình đi. Úi giời ơi. BG primary. Màu nó nhạt quá. Đây như này thì chắc nhìn thấy nhỉ. Tí nữa tôi sẽ style lại chúng nó sau. BG bằng primary. Primary. Rồi, chúng ta sẽ có cái class là answer. Tôi viết style ở trên này luôn nhá. Có class là answer thì chúng ta sẽ có cái line 2 là bằng 30 pixel. 2 cũng bằng 30 pixel nữa. Rồi. Border to radius bằng 10 pixel. Giờ làm sao để cách nó ra giờ? Trả lời sai mẹ luôn. Giờ chả làm sao chẳng để cách nó ra. Thử padding nhá. Padding 10 pixel. Được. Sao? Đây là padding trừ thế nào bên này đúng không? Padding to right 20 pixel luôn đi. Không ăn thua gì cả. Sao? Đấy, margin. Rồi thì margin. Đứt luôn. Chết chắc. Chết chắc luôn. Rồi sao? Dễ, có gì đâu. Đây này, cho mỗi thằng này thành côn xs trừ đây, chờ tí nhá. Côn xs trừ 4 này.
xong rồi côn trừ à, từ 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 thằng này 4 này, thằng tiếp theo cũng bằng 4 này, 44 là 8, sau đó nó sẽ có là côn trừ xs trừ offset trừ 2. Cách ra chưa? Đây, thằng này cũng thế, copy này vứt xuống. Ồ, thằng trên này cũng bằng 4 nữa. Được chưa? Xong rồi hai thằng trên này có margin margin bottom. Đây này. Đây, thêm cho nó cái margin trừ bottom bằng 10 pixel. Thỏa mãn chưa? Đây, thế là kích vào thôi. Margin bottom này. Xong. Còn thiếu, vẫn thiếu. Thiếu cái gì biết không? Khi mà hover vào thì nó phải chuyển màu chứ, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái answer 2.hover. 2.hover thì cái background của nó sẽ bằng light blue. Ví dụ thế. Hơi xấu. Tức là mình không thể làm giao diện. Vẫn xấu. Tôi làm giao diện xấu lắm. Các bạn thông cảm nhé. Đấy. Đây là hai chân này. Con vịt có hai chân thật mà. Đây. Sorry. Không này. 1 2 hay là 3. Đấy, tí chết. Được chưa? Bây giờ chúng ta để cho cảm giác nó giống như button thì chúng ta hover vào thì có cái cursor bằng pointer. Đấy, pointer. Khi kích vào thì nó sẽ sang lấy đáp án ra, đúng không? Được chưa? Tôi custom node cái phần alert nhá. Để custom cái alert này chúng ta rất là dễ, chúng ta có một cái thư viện tên là Sweet Alert. Sweet Alert. Đây trông nó như này này. Đấy. Confirm này. À tí nữa có confirm này. Confirm luôn nhá. Đấy, are you sure? Đúng không? Cancel. Delete. Thấy chưa? Cái này là cái sweet alert. Thì chúng ta có thể download nó về. Rồi. Để tôi đẩy code lên đã nhá. Các bạn làm cùng với tôi cho đỡ buồn. Quan trọng hôm nay là chúng ta nắm được cái logic game thôi. Thế còn sau này chúng ta thêm bớt sửa xóa cái gì thì nó cũng dễ. Đã có cái khung rồi, cứ bay theo cái khung đấy mà làm. Được chưa? Đây, tôi giải nén nó ra này. Sweet alert này. Đặc biệt. Đây, tôi chỉ cần lấy cái disk thôi. Copy. Tôi paste vào trong cái project của chúng ta public này. Sweet alert. Thì ở phía trên này tôi sẽ lấy ra cái thằng là thẻ link bằng public sược sweet alert sược sweet alert.css. Còn ở phía dưới chúng ta sẽ có cái sweet alert.public này. Sweet alert sược sweet alert.min.js. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi hết mấy cái alert nho nhỏ của chúng ta ở đây đi, quăng đi. Chúng ta sẽ có thể sử dụng cái hàm này. Đây. Đây nhá. Chúc mừng bạn này.
Đây chúng ta sẽ có một cái là ví dụ title này là chúc mừng này. Đây tôi copy luôn thằng này nhé. Title này, chúc mừng. Bạn. Bạn đã trở thành triệu phú. Rồi. À, ở dưới ví dụ trả lời sai này thì chúng ta cũng có thể là sử dụng thằng này luôn. Đâu nhỉ? Trả lời sai đâu nhỉ? Đấy đúng không? Rất tiếc. Bạn suýt trở thành tỷ phú. Rồi, thử cả. Không chân. Quá. Trông cũng ổn phết nhé. Thì chúng ta chỉ về nhà chúng ta update lại cái thằng những cái alert lại là xong rồi. Bỏ cái này đi. Rất tiếc bạn suýt trở thành tỷ phú này. Sau còn phần confirm. Confirm thì chúng ta có thể là đẩy sang cái phần nào bây giờ ta. Để tôi coi xem nào. Confirm. Đây à. Bảy. Đây. Đây đúng không? Confirm bạn đã hết lượt chơi này. Sweet alert này. Bạn đã hết lượt chơi. Bạn có muốn bắt đầu trò chơi mới hay không? Rồi. Xong, nếu mà trả lời đúng, trả lời có thì chúng ta gọi đến cái hàm là reset option. Và chúng ta loại bỏ toàn bộ cái đoạn dưới này đi. Rồi test cái không chân này, không chân này, không chân này, bạn đã hết lượt chơi này, được chưa? Thì tôi sửa cái text này sau, nếu mà không chơi nữa thì thôi này, được chưa? Chơi lại, lỗi rồi, nếu mà chơi lại. Yes, delete it. Có. Tôi muốn chơi lại. Close confirm phone function. Nó bị vấn đề ở đâu nhỉ? Function. VARS. Debugger. Chờ một chút để tôi check note. Chạy luôn. Không được rồi.
Sao phần này lại không được nhỉ? Phải. Function. Một, hai, ba. Chu được rồi này. Chu này. Chu. Chu. Thì tiến hành gọi lại cái hàm start game. Hàm reset option của chúng ta gọi là start game rồi đúng không? Lượt chơi lại 3 này. Được chưa? Điểm về 0 này. Đó. Đó là cái logic game của chúng ta. Thì tôi sẽ đẩy code lên nhá. Cái đường dẫn của tôi đã gửi cho các bạn từ nãy. À không thì kể tí nữa tôi sẽ đẩy lên trên group của lớp mình. Update switch alert. Đó. Thì đây là một cái game rất là nhỏ nhỏ ra thôi. Nó còn rất là nhiều trò nữa, hoàn toàn JavaScript của chúng ta có thể là chơi nhạc. Ví dụ như này. À tôi lấy ra Millionaire Audio. Tôi nhớ là nó có cái phần đấy. Game show. Download. Đây, cái mớ này. Không biết cái TV này có tiếng không? Được chưa? Ví dụ tôi lấy cái đoạn này để tôi chơi nhá. Khi mà start game tôi chạy luôn cái đoạn audio này. Tôi có thể làm như sau. Đầu tiên là tôi cứ xếp cái này xuống đã. Intro này. Vào trong cái free august này, public này. Tôi đi xuống đây. Rồi xong. Chúng ta có thể search tiếp là JavaScript play audio. Đó. Đây, audio bằng new audio đường dẫn đến file. Chúng ta có thể như sau. Chúng ta sẽ có một cái biến tổng và intro game audio bằng new audio của cái public, của cái thư mục là public sược intro.mp3 đúng không? Intro.mp3 này. Mỗi khi game của chúng ta bắt đầu là chạy cái hàm start game này, chúng ta sẽ có intro.play. Xong. Test. Được chưa? Và khi mỗi khi chúng ta bấm nút này, chúng ta cũng có thể là cho nó chơi một cái tiếng khác. Được chưa? Ví dụ như sau. Đâu nhỉ? Đây, đáp án A này. Tôi chẳng nghe cái gì vậy. Ừ.
hay ấy nhỉ. Đúng rồi, bọn đạo diễn âm thanh và đạo diễn hình ảnh phải làm cái này. Để coi nào. Hay mà. Thôi lấy cái này nhá. Có đấy, tinh tinh có đấy. Nó có hết. Đây, chúng ta sẽ move nó về download này. Download chúng ta sẽ có cái 5050 audio vừa rồi đâu nhỉ. Đây 5050 MP3 này. Chúng ta sẽ có nhét nó vào trong này luôn. Ở đây chúng ta có sẵn luôn cái 5050. 50-50 audio. Chữ 50 viết như nào nhỉ? 50. Lâu lắm mà không biết tiếng Anh kiểu này, ngu quá. 50. Đúng không? 50-50. 50 audio bằng 50 trừ 50 MP3. Thì mỗi khi cái đáp án được chọn thì nó là check answer đúng không? Thì chúng ta sẽ là 50-50 audio.play. Tôi bất biết là thằng kia nó đang, có đang chạy hay không. Được chưa? Đó. Và cái đoạn intro của tôi muốn nó dừng lại sau khoảng là 5 giây thôi. Sau khoảng 5 giây thì tôi có một cái hàm là set timeout. Set timeout function. Và ở đây tôi sẽ có là cái 5 giây đúng không? Tôi sẽ để 3 giây, 3000. Thì cái intro này tôi sẽ là stop hoặc là pause. Stop đi. Không biết có hàm này không? Chơi nha. Hình như hơi quá 3 giây rồi bạn. Hai. Rồi, đúng rồi. Ôi trời ơi. Đây nha, chơi trò khác. Cay thật. Cái đoạn này dài quá. Tôi đang tính nhét cả cái phần này vào cái set interval sau khoảng 2 giây hoặc 1 giây gì đấy. Thì chạy cái đoạn ở dưới này thì nó sẽ nghe cái tiếng và chọn nó hợp lý hơn đúng không? Hoặc là chúng ta đằng nào cũng phải reset option, hoặc là chơi lại game này chúng ta có thể là set timeout. Set timeout đây là một cái function, và cái timeout này là sau khoảng 2 giây. Sau 2 giây thì tôi mới chạy cái hàm này. Đó, test cái. Nó cứ ngu ngu kiểu gì ấy. Không sao, thì cái đấy là nó sẽ hay hay không là do cái cách chúng ta sắp xếp thôi. Và mỗi người sẽ có cách sắp xếp riêng. Biết đâu đấy ông nào lại chơi cái nhạc của cái gì nhỉ? Hãy chọn ra đúng ở đây sao? Sinh viên mình nhiều thằng nó có những cái hay lắm. Đây, ví dụ như bạn này làm khá là hay này. Đây, ai là Triệu Phú? Đấy, hay không? Nó chỉ sắp xếp thôi mà. Đúng không? Đúng không? Cái này là do chúng ta thôi. Còn tôi cũng không hay làm game lắm nên tôi chỉ biết cách hướng dẫn thôi. Ví dụ chiếc nón kỳ diệu này.
chơi nhá. Quay. Khá là dễ thương đấy chứ, đúng không? Các bạn cũng hoàn toàn có thể bê những cái này đi. Cái này tôi đã nói với lớp 1706 rồi, đã hướng dẫn rồi. Được chưa? Đấy, đoán chữ này. Nơi được xem là nóc nhà của thế giới cái gì? Nó cũng có 3 lượt chơi thôi, hết là thôi. Quay đấy, những cái thứ nó nhẹ nhàng như này thì đảm bảo với các bạn là các bạn bê cái này đi chỗ nào nó cũng nhận. Cái này các bạn ấy, cái bạn này này, các bạn làm cái bài này này, bạn ấy làm trong dư vào tầm khoảng 2 tuần, 2 tuần là xong cái bài này rồi. Tất nhiên nó chỉ làm ở nhà thôi. Chữ A đi đấy, cũng hay đúng không? Ô, tôi cũng không biết cái đáp án của này là cái gì. Rồi, cho tôi, để tôi tắt cái video đi.